Xin chào mọi người nha. Thì ở cái thời gian gần đây á, trên kênh mình có một số những anh hoặc là chú lớn có theo dõi cái kênh của cháu. Thì trong cái phạm vi ở video này thì cho cháu xin phép là xưng mình để cho tất cả mọi người cho dễ dễ xưng hô. Đấy thì ở trên kênh của mình ấy, thì một thời gian vừa qua có những anh chú lớn tuổi đó có xem video và cũng muốn tìm hiểu về cái loại chim này nè. Tại vì thật ra cái chim hút mặt này nó là một trong những cái loại chim mà phổ biến nhất nhì ở Việt Nam luôn, nhưng mà rất là kén người chơi nếu như mà không có người dìu dắt. Đấy, không có người bày cho cái cách nuôi ấy, thì thật sự là nó khá là khó. Tại vì hút mặt nó nhỏ quá, cần cái sự chăm sóc rất là kiểu kỹ một chút xíu thì nó mới nuôi sống được. Đấy, còn nó không có như chào mào hay là chim sáo, chim cu thì thức ăn của nó vừa đơn giản mà nó lại dễ sống. Nhiều khi mình để cho nó đói cả ngày nó vẫn sống, nhưng mà riêng hút mặt thì chỉ cần đói tầm đâu nửa ngày là nó đã chết rồi. Thì ở trong cái khuôn khổ video này thì cho phép mình hoặc là cháu được giới thiệu lại một lần nữa về cái dòng chim hút mặt, để cho những đối tượng mà cháu muốn hướng đến trong cái video này là những người mà mới chơi hoặc là những anh, những chú lớn tuổi, thì được hiểu rõ hơn về cái loại chim này nha. Đấy thì đầu tiên, chim hút mặt nó là một cái loại chim nó rất là phổ biến ở Việt Nam mình. Tuy nhiên nó có rất là nhiều dòng. Nó có những cái dòng ví dụ như là năm màu là cái loại phổ biến nhất. Nó có thể nói là phân bố khắp ở Việt Nam mình luôn. Hoặc là bảy màu, sát pháo, tía ô, họng đen, ngực cam, Đà Lạt, rất là nhiều. Ngoài ra có những cái chim dạng hiếm như là chim bắp chuối chẳng hạn. Đấy, nó rất là nhiều mọi người. Thì nhưng mà tuy vậy thì những cái loại đó nó lại phân bố theo vùng, chứ nó không có phân bố rộng khắp giống như là chim năm màu. Năm màu ở khắp Việt Nam mình đều có thể tìm thấy được. Đấy, còn những cái loại khác thì nó phân bố theo vùng. Ví dụ như là miền Tây thì có tía ô. Đấy, họng đen thì có ở Gia Lai. Bảy màu thì có ở Đồng Nai, Lâm Đồng. Đấy, rồi Đà Lạt thì có ở trên Đà Lạt, vân vân. Đấy thì đó là những cái sự kiểu phân bố ở mỗi vùng là như thế. Rồi tiếp theo là thức ăn của chim hút mặt. Thì thức ăn chủ yếu của chim hút mặt đó là cái cám. Đấy thì cái cám hình dạng nó sẽ như thế này, nó sẽ là dạng cốm hạt. Đó, cốm hạt như thế này. Đây là cái thức ăn cuối cùng của chim hút mặt. Nó phải biết ăn những cái dạng hạt như thế này thì cái đường ruột của nó mới đảm bảo và nó mới sống được lâu dài nha. Còn những cái thức ăn dạng như là dạng bột hay là dạng hạt trộn bột thì nó chỉ là cái giai đoạn để tập cho nó ăn đến cái dạng này là dạng cuối cùng nè. Đấy thì cám hạt như thế này nó là thức ăn chính luôn á, nó có thể thay thế tất cả các cái loại thức ăn khác ngoài tự nhiên. Nó có thể nó có màu vàng như thế này, hoặc là màu có chỗ thì nó bán cám màu hồng như thế này, có chỗ thì nó lại màu nâu, nó rất là nhiều màu. Cái này là nó do cái vật liệu của họ. Đấy, vật liệu của họ họ làm cám ấy. Tuy nhiên thì nếu như mà chỗ mọi người ấy, thường thì cám khi mà người ta bán ra người ta đã cho ăn thử và test kỹ càng rồi. Chỗ mọi người có bán cám gì thì mình mua cám đó cho nó ăn thôi. Nó xê dịch nhau cũng không không quá cao. Cám thì nó thường nó có khoảng hai loại, cám dưỡng và cám hót. Đấy, cám dưỡng thì cho ăn thường xuyên như thế này, còn cám hót thì nó giúp cho chim nó căng hơn, nó hót nhanh hơn. Đấy, cái này là cái thức ăn chủ yếu nha mọi người. Thức ăn chủ yếu của nó và nó có thể thay thế tất cả các loại thức ăn ngoài tự nhiên cho nó luôn. Tiếp theo là đến thức ăn bổ sung thì thường thì nó sẽ ăn cái này. Đấy, tại vì cái này nó có nước này. Ngoài cái cam này ra thì nó có thể ăn những cái thức ăn khác giống như là nhãn này, nho, cam,
có nơi người ta còn ăn cho ăn cà chua, thăng long, chuối, đấy, vân vân. Nói chung là những cái như là thăng long hay là chuối thì có con nó ăn, có con không. Còn cam này là cái thức ăn nó rất là phổ biến, hầu như là con nào nó cũng sẽ ăn, chịu ăn cái cam này. Tuy nhiên khi mà cho ăn trái cây thì phải lưu ý một điều, đó là nếu mà ăn nhiều quá thì cái phần của nó sẽ bị lỏng, nó sẽ bị kiểu nó tiêu chảy ấy, kiểu ăn nhiều trái cây quá. Thành ra ăn trái cây thì cái liều lượng nó tầm 1 tuần 2 lần, hoặc là mình để ý cái phần của nó ấy, phần nó khô mới được, còn phần ướt thì dừng nha. Và khi mà chim nó phải ăn cám hạt rồi thì mình mới cho ăn trái cây. Nếu như chưa ăn cám hạt mà cho ăn trái cây thì nó sẽ không ăn cám mà nó chỉ ăn trái cây, và càng ngày nó càng ốm, nó chết dần chết mòn nha. Rồi tiếp theo cái thức ăn bổ sung thứ hai nữa đó chính là trứng kiến. Đây, trứng kiến đây. Cái trứng kiến này ấy, thì bây giờ ở những cái nơi nào mà bớt dịch rồi thì mới mua được, còn những nơi nào dịch quá thì cũng không mua được. Cái trứng kiến này ấy, khi mà mọi người đi mua cố gắng lựa những cái hạt nó bé như thế này, nó phải bé mới được nha, nó mới ăn, còn hạt to là nó không ăn. Đây, trứng kiến đây. Đó, trứng kiến. Trứng kiến này là trứng kiến bóng, hoặc là có nơi người ta gọi là trứng kiến vàng. Đấy, thì khi mà mua về bắt đầu mình lặt hết những cái con này đi nè, những cái con mà nó còn sống này, tại vì những con còn sống nó dữ lắm. Nó mà chim mà thò mỏ vô là nó cắn dẫn đến con chim nó sợ là nó không dám thò mỏ vô nó ăn nữa. Đấy, mình chỉ chừa lại những cái hột màu trắng như thế này thôi, còn đâu những con nào màu vàng, màu cam là chim nó không ăn, đấy thì bỏ đi hết. Không, xong rồi cho nó ăn. Thì cái tác dụng của cái trứng kiến này ấy là chim nó ăn vô rất là sung. Nó là cái chất bổ tự nhiên, nó không có phải giống như là nhiều người sẽ làm kiểu dung dịch này, hoặc là sữa Nutifood hay là vân vân các thứ luôn. Người ta chế ra rất là nhiều cái loại dung dịch. Tuy nhiên theo như cái kinh nghiệm của mình, đó chính là uống dung dịch nó cũng không 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 có ngon mấy đâu mọi người. Dung dịch nếu như mà để nó sủi bọt hay là để quá lâu thì ăn vô nó bị tiêu chảy, chả tốt lành gì. Và thời gian đâu mà mình làm dung dịch xong mình ngồi mình canh nó uống, không? Còn như trứng kiến này nó là một cái tự nhiên, không? Nó tự nhiên, nó không phải là những cái mà nhân tạo, giống như là sữa đồ các thứ đó. Thành ra mình cho nó ăn ăn khoảng 2 ngày, đến ngày thứ ba là nó sẽ tự động nó thiêu nó chim nó không ăn nữa. Đó. Cái này là một cái chất bổ, gọi là cái thức ăn gọi là bổ sung tốt nhất cho chim hút mật. Và ngày xưa khi mà chưa cái thời mà chưa có cám, những cái năm 2007 2008 thì tụi mình đã nuôi chim bằng cái cách là cho uống nước đường pha loãng cộng với lại ăn trứng kiến. Chim nó có thể sống từ năm này qua năm nọ luôn. Nhưng mà khi mà đã có cám rồi thì nó rất là nhàn mọi người, không phải ngày nào cũng đi thục trứng kiến nữa. Mà bây giờ thì muốn đi thục thì cũng chả thục được, ở đâu ra mà thục. Không, cây bây giờ người ta xịt thuốc sâu không mà trứng kiến rất là hiếm. Thợ người ta phải lên rừng người ta đánh về thì mới có, còn như chỗ mà nơi mình sinh sống thì thường thì hết rồi, ta xịt thuốc sâu hết rồi. Đấy, thì vừa rồi là những cái phần mà gọi là giới thiệu về cái dòng chim hút mật, cũng như là những cái loại thức ăn cho chim. Còn về cách chăm sóc thì khi mà mọi người bẫy được hay là mua được về thì mọi người hãy thường thì khi mà bắt đầu mua về thì con chim nó chưa hót đâu. Nếu như mà chim hay chăng nữa thì cũng phải 1 ngày hoặc là 2 ngày, còn như chim bình thường thì phải 1 tuần thì bắt đầu chim nó sẽ hót. Hút mật nó là một cái loại khá là nhanh hót mọi người. Nếu mà để so về cái độ đẹp, độ hót hay và độ tiêu chuẩn của nó thì cái dòng 7 màu là cái dòng mà nên nuôi nhất. Nó vừa đáp ứng cái gọi là cái đẹp, cái hót hay, cái dạng người, cũng như là cái nết ăn rất là sạch sẽ. Thì đây là cái lời khuyên thật lòng dành cho những người nào mới chơi chim hút mật, thì tốt nhất là chơi chim 7 màu. Đấy, còn cái loại 5 màu thì nó như thế nào? 5 màu ấy thì nó hay, nó mặn về cái điểm là nó quát, nó đấu đá
Đấy thì cái những cái loại chim này khi mà mình nuôi những loại chim này mình đi bẫy hoặc là nó gặp chim ngoài nó rất là phấn khích mọi người, nó thái độ của nó rất là kiểu nó bộc lộ ra rất là mạnh mẽ. Tuy vậy thì nó hót thì lại không hay bằng cái loại bảy màu nha. Còn về những cái loại khác ấy thì nó cũng rất là hay. Tuy nhiên là hiện tại ở chỗ mình đang bán thì chỉ có cái loại 5 màu và 7 màu. Còn sắc pháo thì phải qua dịch một thời gian khi mà thợ được phép đi lên rừng. Đấy thì hiện tại ấy, thì mình kết hợp với lại một số anh em ở bạn thân ấy. Đấy thì những anh em đó của mình thì sẽ đi kiểu rằn rằn ở trên rừng đó mọi người. Đấy như mình ấy, là mình bẫy chim ở những cái vườn dừa hay là những cái nơi con người sinh sống, nói chung là quanh quanh xóm này thôi. Đấy thường là như thế thì để bẫy cho nó gần tiện việc làm video. Còn những anh em ấy mà bạn của mình ấy thì lại không có đắn ở những nơi dân cư như thế mà họ đắn ở trên rừng để họ đắn những cái con như là chim sắc pháo. Đấy sắc pháo thì thường ở Đồng Nai mình ở rừng rú mới có. Đấy thì hiện tại thì dịch như thế này thì thợ cũng chưa đi đắn được, chưa có được đi lên rừng. Đấy cho nên là hiện tại mình đang là bán những cái dòng như là 5 màu, 7 màu, những cái dạng như là loại cám hạt, loại hót, loại mồi đều có nha. Nếu như mà mọi người có cái nhu cầu tìm hiểu về cái loại chim này thì cứ cũng như là muốn tậu một con về nuôi chẳng hạn. Đấy thì cứ liên hệ vô cái phần Zalo mình luôn để dưới phía dưới phần mô tả hoặc là đầu ở những cái video đều hiện lên. Đấy thì chim mà mình bán ấy là nó đã biết ăn hạt rồi. Đấy về chỉ việc cho cám vào ăn nuôi thôi. Thì cái loại hút mật này nó khó nhất là cái vào cám thôi. Vào cám được là nuôi sống được. Còn nhưng mà vì sao mà ở ngoài tự nhiên hút mật nó là một cái loại phổ biến, hầu như là phổ biến nhất luôn ấy. Nhưng mà lại ít người nuôi tại vì nó khó vào cám. Đấy mới là cái vấn đề. Đấy cho nên là cái việc vào cám được cho hút mật nó khá là khó đối với những người khó chơi, mới chơi. Cho nên là nếu như mà mọi người ai mà có nhu cầu thì cứ liên hệ vô Zalo. Nếu như nằm ở trên cái tuyến đường mà có xe gửi được thì mình sẽ ship tới nơi cho mọi người nha. Rồi thì mình cũng xin dừng video tại đây nha. Nếu như thấy video thú vị, đừng quên ấn nút đăng ký và tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Thank you.